Xin chào mọi người. Hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người một mẫu bộ chén từ xa bát tràng. Từ xa hay gọi là gốm mộc. Bộ chén này được làm bởi nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn với dung tích ấm là khoảng 260 ml nước. Một chiếc ấm với cái họa tiết được khắc là hình ảnh họa tiết hoa sen, khắc thủ công bằng tay, sau đó cho một lớp men đỏ bóng lên bên trên là sen. Hàng của nghệ nhân thì cái nắp được thiết kế rất là chỉn chu này. Nắp này được thiết kế rất là gọn gàng, chỉn chu, khít. Trong lòng ấm nó là đục thôi. Lọc ấm của nó là đục. Dưới đáy của sản phẩm. Đây, dưới đáy của sản phẩm nhé. Chất lượng thì rất là mịn màng. Âm thanh thì mọi người có thể nghe. Âm thanh rất là đanh. Nghe xoay mặt này ra là một đồng điệu này. Một bộ sẽ bao gồm một ấm này, 6 chiếc chén và 7 chiếc đĩa lót. Rót trà, mọi người nhìn độ nghiêng của ấm này. Cái nắp không thay đổi nhé. Độ nghiêng của ấm thì cái nắp cũng không thay đổi. Không sợ bị rơi nắp. Nắp chén là chén lòng trắng. Sẽ đo kích thước của chén. Miệng chén là 5,5 cm. Chiều cao của chén là 3,2. Đĩa lót chén đường kính là 8. Đĩa lót chén đường kính là 8. Đĩa lót ấm này đường kính là 10,5. Đĩa lót ấm là 10,5. Đây mọi người, chiếc chén này. Chén lòng trắng thì với cái nước trà nào mà cực đẹp thì chúng ta sử dụng chén lòng trắng, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng chén lòng xanh. Chén lòng xanh thì của nó sẽ như thế này. Chén lòng xanh thì nó, cái lòng xanh nó sẽ như thế này nhé. Nó có hai loại chén, một là chén lòng trắng và một là chén lòng xanh. Nếu như mà nước trà thật đẹp thì chúng ta sử dụng là chén lòng trắng, còn nước trà mức bình thường thì chúng ta sử dụng chén lòng xanh. Đây, mọi người lưu ý khi mà mua những sản phẩm ấm chén. Đây là chiếc đĩa lót này. Hàng của nghệ nhân thì được làm rất là chỉnh chu và có chuyện nổi logo nhé. Chuyện nổi logo với tất cả chén đĩa ấm. Đây là một bộ rất là chỉnh chu gọn gàng. Quan tâm đến sản phẩm thì mọi người liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang gắn ở bên trên video, được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Đấy, chiếc ấm này rất là đẹp nhé. Có một cái khay này cũng rất là vừa vặn này. Chiếc khay cũng rất là vừa vặn. Cái mặt của khay nhé, mình sẽ đo kích thước của khay này. Khay là 46. Kích thước mặt của cái khay là 36. Kích thước mặt khay là 36 này. 36 và 22. Kích thước mặt khay thôi, mình chỉ đo kích thước mặt khay là 36 và 22. Cao của khay này, khay là cao đến 8 cm. Khay thì nó có cái đỡ nước ở bên dưới này. Đây, cái inox này để chúng ta đổ trà vào.